ceiling in the lavatory. Passengers are requested to remove medical masks if worn before using oxygen masks. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng, tròng dây qua đầu rồi thở bình thường. Pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with a headband tightly around your head and breathe normally. Quý khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước rồi trợ giúp cho người đi cùng. Put on your mask first, then assist others under your care. Áo phao được đặt bên dưới ghế ngồi của quý khách. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. The life vest is located under the seat. Passengers are requested not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và choàng qua đầu. In case of emergency ditching, to use it, slip it over your head like this. Vòng dây qua eo, cài khóa và thắt chặt dây. Clip on the waistband and pull it tight. Quý khách làm phồng áo phao tại cửa thoát hiểm bằng cách giật mạnh thẻ đỏ. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tags to inflate your life vest. Nếu áo phao không phồng lên, quý khách có thể tự làm phồng áo phao bằng cách thổi vào miệng van. If it fails to inflate, blow into the tubes. Ngoài ra, trên áo phao còn có một đèn và còi để thu hút sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. There is a light and a whistle to attract attention. Trên máy bay có 8 cửa thoát hiểm. Xin quý khách lưu ý vị trí cửa thoát hiểm gần nhất. There are 8 exits on the aircraft. Please locate your nearest exit. 2 cửa ở phía sau. 2 exits in the rear. 4 cửa ở giữa khoang hành khách. 4 exits in the middle. Và 2 cửa ở phía trước. 2 exits in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý. During evacuation, leave your hand luggage. Nếu có khói trong phòng khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đèn thoát hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there is smoke in the cabin, please bend low and follow the emergency lights to the nearest exit. Quý khách vui lòng đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt ở túi ghế phía trước. Please read the safety information card stowed in the seat pocket in front of you carefully. Xin cảm ơn. Thank you. Đối với hành khách ngồi hàng ghế có cửa thoát hiểm, cần lưu ý đọc kỹ hướng dẫn mở cửa thoát hiểm trong mạng hướng dẫn an toàn bay và không mở cửa thoát hiểm nếu không có chỉ dẫn của tiếp viên. For those who sit next to emergency exit, please read the emergency exit instruction in the safety information card carefully and do not open. Xin quý khách lưu ý cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, we will be taking off shortly. Please ensure that your seatbelt is fastened, your seat back is upright, your tray table is stowed, your window shade is open, and refrain from using the lavatory during this time. Thank you for your cooperation. Thưa quý khách, chúng tôi sẽ giảm ánh sáng trong khoang hành khách. Nếu có nhu cầu, quý khách có thể sử dụng đèn đọc sách ở phía trên ghế ngồi của mình. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we will now dim the cabin light. If you would like to continue reading, you will find the reading light button in the panel above your head. Thank you.
Taipei.